Chào các bạn, đây là cái quang cảnh sân thi đấu của môn bóng bàn và đá cầu Hội Thể Phù Đổng cấp tỉnh của Đồng Tháp năm 2021. Đây là quang cảnh chuẩn bị các vận động viên vào thi đấu. Bên tay trái là các cái khu vực dành cho bóng bàn. Bên tay trái là các sân thi đấu đá cầu. Hiện giờ trên sân thì có một vài cặp đã thi đấu. Đây là sáng sớm ngày 21 tháng 3 các bạn. Có một vài cặp đã thi đấu, còn một vài sân thì chưa có thi đấu. Và mình sẽ qua xem các vận động viên thi đấu bóng bàn một chút xíu rồi mình sẽ chuyển sang đá cầu.
Sau một ngày thi đấu môn đá cầu có kết quả chung cuộc như sau ở nội dung đôi nam tiểu học, hạng nhất Trần Minh Quân, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thấp Mười, hạng nhì Lê Quang Cường, Lê Thành Tiến, thành phố Sa Đéc, hạng ba Trần Tấn Đạt, Lê Tấn Khe, thành phố Cao Lãnh. Ở nội dung đôi nữ tiểu học, hạng nhất Bùi Nguyễn Khởi Vi, Nguyễn Thị Thanh Tì, Nguyễn Thấp Mười, hạng nhì Phạm Thị Như Ngọc, Nguyễn Thị Mai Ti, Nguyễn Lắp Giò, hạng ba Trần Ngọc Diệp Chi, Nguyễn Thị Trần Ly, Nguyễn Lê Dung. Ở nội dung đôi nam trung học phổ thông, hạng nhất Bùi Đức Tiến, Trần Quốc Việt, thành phố Cao Lãnh, hạng nhì Trần Tấn Tòng, Phạm Thanh Vi, Nguyễn Lê Dung, hạng ba Lê Thèm Bạc, Dương Chí Phong, Nguyễn Lắp Giò. Nội dung đôi nữ trung học phổ thông, hạng nhất Nguyễn Thị Chi, Trần Thị Thúy Hiền, Nguyễn Lê Dung, hạng nhì Phạm Thị Thúy Diệu, Nguyễn Thị Mỹ Di, Nguyễn Lắp Giò, hạng ba Lê Thảo My, Trần Lê Nguyễn Tú, Nguyễn Thất Mười. Nội dung đôi nam trung học cơ sở, hạng nhất Nguyễn Minh Dịch, Phạm Minh Quân, Nguyễn Lê Dung, hạng nhì Phan Tấn Trường, Thái Yên, thành phố Sa Đéc, hạng ba Dương Thành Tài, Nguyễn Trung Nghĩa, Nguyễn Thanh Bình. Nội dung đôi nữ trung học cơ sở, hạng nhất Trần Đức Trâm, Đặng Thị Quỳnh Nhi, thành phố Sa Đéc, hạng nhì Đặng Thị Ngọc Cẩm, Phan Thanh Trúc, Nguyễn Thanh Bình, hạng ba Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Tư, Nguyễn Hồng Nhuận. Trước mặt các bạn là các cái trận bóng bàn của trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ở đây mình biết là có cái bàn thứ nhì, đó là trung học cơ sở Bình Hằng Tây, cặp đôi nam nữ đang thi đấu. Bình Hằng Tây là cái vai màu xanh lá nè các bạn. Hai em đang cầm vợt ngoài vào đó. Rồi tí xíu mình sẽ qua sân cầu lông, mình quay cho các bạn tham quan một vòng. Trọng tài vừa đọc kết quả các cái thể loại. Nội dung đơn vị tiểu học, xin mời Dương Hùng, Dương Cao Lãnh, Trần Trần Lê.
tại trên sân có một hai cặp thi đấu của trung học phổ thông rất là hay, các bạn xem vài phút nhé. Thật xa. Thank you.
Tiếp tục thi đấu môn đá cầu thi sinh thứ ba, xin mời môn nữ tiểu học Như Huỳnh Nguyễn Cao Lãnh gặp Trần Ly Nguyễn Thị Dung. Thank you.